Xin chào quý vị và hôm trước chúng ta đã được xem Renault 3 rồi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục trên tay và mổ hộp chiếc Renault 3 Pro. Mình sẽ giúp các bạn phân biệt được cái bộ đôi này xem nó khác nhau như thế nào và thứ hai nữa là cái nâng cấp và mức giá tiền cao hơn của Renault 3 Pro thì có xứng đáng hay không. Chúng ta hãy bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Thì đầu tiên thì Reno 3 Pro sẽ sử dụng được đó là ốp lưng Jimmy được thiết kế độc quyền dành riêng các sản phẩm là Reno 3 và Reno 3 Pro thì mình đã kiếm được hai cái với hai họa tiết khác nhau. Thực sự là cái mà mình đang đeo trên Reno 3 Pro quá nữ tính ban đầu nó tưởng là cái vòng kiềng hóa ra đây là vẽ cái đôi dép cao gót của các chị em các bạn ạ. Đấy. Nếu các bạn muốn xem xem là đặt được cái ốp lưng như thế nào thì hãy tham khảo kỹ thêm nhá. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi đến sự khác biệt đầu tiên Cụm camera của Reno3 Pro đã được sự đầu tư đó là độ phân giải lên tới 64 megapixel. Ống kính zoom tele thì vẫn sẽ là 2x 13 megapixel và ultra wide và đen trắng thì cũng sẽ tương tự. Và tất nhiên với cụm camera này các bạn sẽ có công nghệ chụp gộp điểm ảnh xuống 16 megapixel, đem lại tốc độ chụp nhanh, ấn tượng, nhiều chi tiết cũng không khác gì trước Reno3 trong điều kiện đủ sáng. Còn thiếu sáng thì mình sẽ có một bài đánh giá để cụ thể chia sẻ thêm. Công nghệ này cũng cho phép ta chụp được ảnh 108 MP Nhưng mà cũng như mình đã từng nói trên Reno3 là nó là cái upscale thôi Nên về cơ bản nó không phải là độ phân giải gốc 108 Nên không có nhiều điểm ấn tượng đối với cá nhân mình Thứ mình thích nhất ở trên Reno3 hay Reno3 Pro Ở trong phần camera phải chính là tính năng quay video siêu chống rung 2.0 Cũng như là khả năng quay video xóa phông Và cái chất lượng của nó như thế nào thì mình để xem xem nó có đạt đến cái tầm gần như kiểu là con file x2 thì sẽ là quá tuyệt vời Camera selfie phía trước vẫn sẽ có là 44 megapixel một thông số cực kỳ lớn, nhưng nó là trang bị một cái cam thứ hai là 2 megapixel để tăng khả năng đo chiều sâu với tính năng chụp ảnh chân dung xóa phông. Và chế độ chụp đêm vẫn sẽ tồn tại trên sản phẩm này. Trong điều kiện thiếu sáng sẽ cho những cái tấm hình chụp ấn tượng hơn, nhưng lưu ý cho mình vẫn phải giữ tay khá chắc để tránh là bị ao nét trong quá trình chúng ta chụp. Rồi, như thế là tiếp tục duy trì được thế mạnh từ camera selfie và cũng như là cụm camera sau thì Reno3 Pro khác Reno3 chỗ nào? Đầu tiên là phải kể đến là vi xử lý là Helio P95. Con chip này thì hiện tại theo đánh giá tổng quan của bọn mình đã so sánh với Snapdragon 720G, à, à, Helio G90T và như Snapdragon 730 thì nó sẽ có mức cài đặt game sẽ thấp hơn một chút so với lại con 720G và 730 ở trong một vài tựa game như Call of Duty. Nhưng khi cùng mức cài đặt hay là chúng ta chơi PUBG ở mức setting cao thì con Helio P95 đem lại sự ổn định hơn, không bị hiện tượng drop FPS cách thường xuyên và nó cũng sẽ mát hơn so với Helio G90T. Dòng chip P này là để tổng hòa giữa sức mạnh mà trong quá trình chúng ta trải nghiệm và cũng như là khả năng tiết kiệm pin và các bạn thì truy cập vào website Mediatech mà tham khảo thêm nhìn chung là nó khá hứa hẹn và mình sẽ có một bài đánh giá cụ thể về hiệu năng của nó sau vẫn có bộ nhớ trong là 8GB nhưng ta sẽ trang bị lên tới là 256GB bộ nhớ à phần pin thì vẫn giữ nguyên, có nghĩa là dung lượng y hệt nhau là 4025 mAh. Tuy nhiên reno 3 Pro sẽ được trang bị đó là công nghệ sạc nhanh là Voc 4.0 chứ không phải là 3.0 và tất nhiên là nó sẽ có thể sạc được 50% trong vòng 20 phút, như vậy là nhanh hơn người anh em của mình. Ở mặt trước thì màn hình sẽ được giữ nguyên là kích thước là 6,4 inch Công nghệ màn hình của nó thì được Oppo dùng cái tên khá mỹ miều là Sunlight Super AMOLED Tức nghĩa là cái độ sáng của nó sẽ khá cao à, Có thể ra ngoài trời nhìn một cách hoàn toàn bình thường Và mọi mình sẽ đo xem cái nít đạt được tối đa của nó như thế nào Mình nghĩ có thể đạt lên tới là 800 nít ở chế độ tụ động và cũng như là 500 nít ở chế độ bình thường về những cái thông tin còn lại thì cái chỗ Oppo Reno 3 và Reno 3 Pro sẽ đều không có màn hình 90 hz Đấy là một điểm rất là đáng tiếc đặc biệt là trong phân khúc giá của Reno 3 Pro Và nguyên nhân chính là do sản phẩm này đã được ra mắt ở một số thị trường trước Nên lúc đấy nó chưa kịp update theo trào lưu là 90 hz Và mình nghĩ rằng là Oppo sẽ để dành điều đó cho những phiên bản nâng cấp tiếp theo cơ Chứ sẽ không có luôn hiện tại Trải nghiệm của mình đối với bộ đôi này là cực kỳ tương đồng với nhau bởi vì chúng ta đều sẽ dựa trên nền tảng Android 10 với tùy biến đó là ColorOS V7. Phiên bản này thì đã bớt màu mè đi, nó tập trung vào cho chúng ta những cái icon một cách đơn giản hơn, các cái chức năng không hề thừa thãi một chút nào và sử dụng khá là tốt như vậy qua video lần này thì mình đã chia sẻ các bạn về mẫu hộp cũng như là cái chiếc Oppo Reno 3 so sánh với lại Reno 3 Pro, xem sự khác biệt ở đâu như thế nào. Mình thấy sự tranh lệch ở đây chủ yếu đến từ cụm camera chính với độ phân giải lớn hơn, camera selfie kép, chúng ta sự có bộ nhớ trong lớn và con chip được nâng cấp một chút. Thì các bạn nghĩ sao về Reno 3 Pro? Hãy comment cho mình biết, bởi vì trong lúc làm video này thì bộ mình vẫn chưa nắm bắt được thông tin về giá bán, thì có thể lúc video lên các bạn đã có được thông tin rồi và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau. OK.